quanh ta đâu như là thiên đường. Mà đời thì rất chi là dễ cười, mà là còn phải ngẫm người vừa quê hay thị thành, ở dưới đất hay trên cành thì mình có sống thật lành là ok. Ai 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 à. Xem giờ lại ngẫm, ngẫm giờ lại xem, sống cứ thêm lem ai chịu cho nổi. Vậy thì mình cứ sống cho hết mình, sống nhiệt tình đừng hơn thua, vì ai biết mai sau đời thương có chữ ngờ. Vậy thì mình cứ sống cho hết mình, sống nhiệt tình đừng hơn thua, vì ai biết mai sau đời thương có chữ ngờ. Nhưng mà đời vẫn chỉ là nền thơ. Quý vị đang theo dõi chương trình Xem để ngẫm của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Phúc Khánh xin gửi lời chào và lời chúc bình an đến quý vị. Kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 6 năm 1947, trong bài viết Cán bộ tốt và cán bộ soàn trên báo Sự thật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rất rõ cách nhận diện về bệnh thành tích trong thực tế. Đi đến nơi nào có cán bộ tốt thì cảnh tượng tốt bày ngay ra trước mắt. Nơi nào cán bộ soàn thì vùng đó đang ngủ say. Trên giấy thì cái gì cũng có, nhưng sự thật thì việc gì cũng uể oải, lúi xùi. Tiếc là tuy đã được chỉ ra từ lâu, song bệnh thành tích vẫn còn diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi và chưa được ngăn chặn đẩy lùi. Không quá khó để nhận diện ở nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương. Có những cán bộ đảng viên nói rất nhiều, nhưng hiệu quả đóng góp cho công việc chung chẳng có bao nhiêu, thậm chí là không có gì. Có những cơ quan, đơn vị, lãnh đạo luôn báo cáo rằng đơn vị mình trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, đi đầu trong các phong trào. Thế nhưng trên thực tế thì ngược lại, đáng buồn hơn là các sếp hay vô tình mượn tạm ý tưởng của nhân viên hoặc giành phần tranh công từ nỗ lực đóng góp của cấp dưới. Còn những lúc bình thường, làm việc gì thì cũng phải chờ sếp. Hoạt động thì lúc nào cũng trì trệ, uể oải, chậm tiến độ. Và có lẽ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng xem để ngẫm ngay sau đây quý vị nha. Cái gì vậy? Anh coi cái hồ sơ bữa anh gửi sếp á. Em nói cái hồ sơ của anh là chờ sếp. Em đã trình lên cho sếp rồi, còn cái này không phải của anh. Đúng rồi, của em thì chờ sếp đi, để của chị. Cái này cũng không của chị luôn. Của chị cũng đã trình sếp rồi. Em đã trình 2-3 tuần trước rồi, chờ sếp giùm em cái đi. Không phải của chị, là của em rồi. Ở đây không có nào của anh chị hết. Hồ sơ của anh chị em đã đưa cho sếp rồi, chờ sếp duyệt giùm em. Có khi nào nhầm lẫn chưa đưa không? Anh ngộ quá à. Anh đang coi thường cái khả năng làm việc của em luôn á. Không có, anh chỉ sợ em nhầm lẫn thôi. Chờ sếp chờ tới bao giờ? Chờ hoài. Ví dụ bây giờ anh nộp hồ sơ vô có trễ lắm thì 2-3 ngày thôi. Gì đâu gần cả tháng rồi chưa duyệt cho anh nữa. Đúng rồi, 4-5 tuần rồi đó. Trời, công ty đâu phải có mình anh chị đâu, rất là nhiều người chứ. Sếp cũng phải làm việc theo trình tự mà. Trời, ráng kêu sếp làm việc đi chứ, để hả cuối năm rồi mình còn thi đua nữa đó. Đúng rồi nè, đó chưa kể nữa cái chuyện mà hả anh kiếm được cái mối mà cung cấp vật tư cho mình nè, giá rẻ chất lượng cao. Anh mới vừa trình lên thôi, sếp giành công của sếp rồi, sếp nói để sếp báo cáo lên là công của sếp kiếm được. Tức không? Kính thưa tất cả công nhân viên chức của chúng ta, cái hồ sơ mà tôi vừa ký được cái hợp đồng về cái vấn đề của công ty mình là cái vật liệu đó là từ đâu? Từ đâu có? Từ đây. Đó, đúng rồi. Đó, là sếp. Cái điệu bộ này nè, con khó chịu luôn á. Bây giờ anh chấp nhận là cái chuyện mà dành công gọi như tìm được cái nguồn vật tư đi, anh không quan trọng. Nhưng mà bây giờ bên đó người ta đã chấp nhận để cho mình cái giá đó rồi, thì làm ơn ký hợp đồng nhanh nhanh để bàn giao cho mình. Nghĩ sao bây giờ việc đâu mà lâu, ơi là lâu rồi, ai mà chịu. Trời ơi, em đâu phải mình em đâu. Chị nè, chị dùng tất cả mối quan hệ của chị để sao? Để chị ký được cái hợp đồng đó, mà không phải một hợp đồng, 2-3 hợp đồng để đem về cho công ty để mình có hàng mình làm. Vậy đó, và cuối cùng thì ai sẽ người được hưởng cái công lao đó? Phải, cái anh chị nói đi. Trong công ty này nè, ai có đủ khả năng để lèo lái nó, ai có đủ các mối quan hệ để tìm những cái hợp đồng tốt nhất. Đúng. Những cái mối lái tốt nhất mang về cho công ty mình. Ai? Đúng, đó. Sếp là như vậy đó, là sếp hết, cái gì cũng sếp hưởng hết. Nhưng mà bây giờ hồ sơ đó, cái hợp đồng đó bây giờ mình phải ký. Sếp mà cứ vậy riết rồi làm sao? Bởi hợp đồng hết đó. Anh chị đủ chưa? Cảm giác như anh chị mới vô công ty làm ngày hôm qua luôn á. Sếp gì sao ông được là sếp? Phải ông trải qua rất là nhiều cái khó khăn gian khổ, ông mới được ngồi cái vị trí này. Thì thành tích cứ để ông hưởng đi. Trời. Có mất mát gì đâu. Nói chuyện nào anh chị lên làm sếp đi. Muốn làm gì đó làm. Chờ sếp giùm em cái. Chuyện như bà con với ổng vậy trời. Cũng nhờ thành tích mình. Cái gì vậy? Dạ chào sếp. Dạ, sếp.
Dạ mời. Tôi nghe nói ai muốn làm sếp vậy? Dạ chắc là sếp nghe lầm rồi đó. Vậy hả? Dạ. Dạ. Tôi tưởng muốn ngồi vô cái ghế này chứ. Dạ muốn chứ. À dạ không. Dạ không, ý là ghế sếp thì sếp ngồi. Dạ đâu có dám nói tới sếp rồi sếp. Dạ chẳng qua tại sếp đi công tác hơi lâu nên tụi em tưởng nhớ về sếp thôi. Dạ. Tôi đi công tác. Ở đây mọi người biết tôi đi công tác. Dạ. Thầy biết tôi cực khổ cỡ nào không? Dạ. Dạ. Sao tôi đi công tác mà tôi không yên vậy? Ở công ty này ai nhắc tôi? Dạ. Có ai nhắc không vậy? Dạ 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 tại tụi em là vô cùng thương tiếc sếp á nên là tụi em nhắc. Vô cùng thương tiếc hả? Phải cảm thấy tiếc thôi. Dạ dạ. Ủa giờ này giờ làm việc mà sao mọi người ở đây? Dạ anh chị muốn hỏi cái vụ mà giấy tờ trình lên rồi nói sao mà sếp không có chịu giải quyết. Rồi cô trả lời sao? Dạ em nói là hai anh chị hãy chờ sếp đi. Quá đúng. Dạ. Tôi đâu có muốn để lâu đâu. Nhưng mà tôi phải đọc kỹ, tôi phải nghiên cứu kỹ. Tại sao? Bút xa thì gà chết. Tôi thấy đúng, tôi mới quyết định tôi ký vô. Cho nên mấy người phải thông cảm, phải hiểu cho tôi. Nhưng mà qua câu chuyện này tôi thấy cái lỗi phần tôi nhiều hơn. Ủa đâu sếp, sếp đâu có lỗi gì đâu sếp. Cái lỗi của tôi nè, cái lỗi của tôi là tuyển 3 nhân viên. Ủa là sao sếp? Chưa hiểu lắm sếp. Là sao sếp? Nhân viên này tên Ngọc. Dạ. Cậu tên Ẩn. Dạ. Ở đây tên Hoài. Dạ. Cái phòng này Ngọc Ẩn Hoài dạ. Chừng nào lên được. Dạ. Bây giờ tới giờ làm việc ai về phòng nấy. Còn tôi phải đi gặp sếp tổng. Dạ. Tôi không có đường hướng tương lai của cái phòng mình phải đi về đâu, công ty phải đi về đâu nữa. Dạ. Về làm việc đi. Dạ, sếp. Sếp đi cẩn thận. Dạ, sếp đi cẩn thận. Dạ. Thấy chưa? Em nói từ trước đến giờ đã vậy rồi. Mà sao anh chị hay quên quá à? Đợi sếp vô nhắc vậy đó anh chị mới nhớ không à? Mà đợi sếp chờ sếp tới chừng nào? Alo. Dạ, dạ. Dạ, em nghe. Dạ, dạ, sao? Dạ, cần hợp đồng liền ha. Dạ, 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 anh thông cảm. Dạ, dạ. Trời ơi, chờ sếp đi, mày cái thông cảm gì nữa. Bên vật tư, tao nói cần phải hợp đồng. Em đã liền. Nói chờ sếp duyệt đi. Bên đây nói là chờ sếp duyệt đi. Dạ, alo. Dạ, dạ. Dạ, sao? À, cái đèn ở trong toilet hư hả? À, toilet nữ hư. À, dạ rồi. Ê, Ngọc. Chờ sếp. Cái đó không phải đợi cho sếp duyệt chứ không phải muốn thay là thay đâu. Dạ, nếu muốn thay bóng đèn cũng phải chờ sếp. Dạ. Em nói với anh chị một lần nữa nghe chưa? Tất cả những cái gì cũng phải theo trình tự với thủ tục đàng hoàng. Chờ sếp. Alo. Trời ơi, đang đi làm bà ơi. Sếp kêu mà. Ồ, khổ lắm. Trời ơi, sếp kêu mà. Sếp kêu đi làm phải đi chứ thứ bảy chủ nhật gì đâu. Trời ơi, hả, công việc á là hồ sơ nộp với sếp từ 3-4 tuần trước rồi. Mà hả, cái gì cũng chờ sếp. Chờ riết tới nào mà nước ngập lên đầu rồi á. Sếp mới kêu tất cả nhân viên đi làm. Làm bù giờ, làm ngoài giờ cho nó xong. Sắp Tết rồi, mình phải thi đua để cho có điểm chứ. Rồi giữ luôn cái ghế cho sếp nữa. Khổ lắm. Thôi vậy đi. Làm xong đi rồi hẹn nhau cà phê 8. Kể cho nghe tiếp. Khổ không sếp? Sếp ơi! Sếp! Sếp! Hồ sơ nè sếp. Cậu thông báo tất cả nhân viên trong phòng mình đầu giờ chiều nay họp khẩn. Bây giờ tôi hỏi lại lần nữa, trong cái phòng này ai không thích tôi cứ nói, ai không thích làm ngày thứ bảy chủ nhật mạnh dạn nói, còn ai nói tôi trì trệ việc hồ sơ cũng lâu phải chờ tôi xử lý làm cản trở công việc cứ việc nói, còn ai có suy nghĩ là cái sự nỗ lực của cái phòng này có đi lên là chỉ thăng tiến một mình tôi đề nghị phải có người nói. Nói gì có mình anh là đàn ông đó. Ai nói? Dạ cho em xin mời cậu. Dạ thật sự thì tụi em không có ai mà có suy nghĩ xấu về sếp hết á. Dạ cái chuyện mà đi làm thứ bảy chủ nhật á thì cũng bình thường thôi mà đúng không? Cũng bình thường thôi. Dạ vậy à? Dạ dù sao cũng gần hết năm rồi, chúng ta cũng sắp hết năm xuôi tháng hạn rồi. Cái gì năm xuôi tháng hạn là sao?
Không, ý em là chúng ta cũng đã sắp hết năm rồi, gần hết năm rồi thì năm sau sẽ thay đổi, không có làm như vậy nữa đâu, đúng không sếp? Dạ. Dạ rồi, còn cái chuyện mà sếp mà muốn công việc mình tốt hơn, trôi chảy hơn á, cái ép buộc nhân viên mình đi làm nè. Ai ép buộc? Tôi chỉ khuyến khích. Dạ, đúng rồi, khuyến khích thôi. Sếp chỉ khuyến khích là nhân viên mình đi làm để cái năng suất được tốt hơn. Dạ, mọi thứ đều trôi chảy hơn, là chuyện bình thường. Rồi cái chuyện mà chờ đợi sếp để duyệt hồ sơ, em thấy cũng nó hợp tình hợp lý mà, đâu có gì đâu đúng không? Rồi thậm chí luôn cái chuyện mà quản lý mà thay bóng đèn nhà vệ sinh nữ kìa, thì để cho sếp làm là đúng luôn rồi. Sao cứ nhắc nhà vệ sinh nữ qua không vậy? Tôi phải quan sát hết, tôi phải biết hết, để tôi bảo vệ tài sản của công ty. Tôi muốn công ty này, muốn cái phòng mình là phải lớn mạnh. Dạ, em hiểu rồi. Ý là tất cả cái nhà vệ sinh thì để cho sếp quản lý là đúng, tại vì sếp có tầm nhìn xa trông rộng trong nhà vệ sinh mà. Cậu nói riết, tôi giống cái camera vậy đó, 360 độ mà. Dạ, em xin lỗi sếp, ý em không phải vậy. Ý em là sếp có cái tầm nhìn xa trông rộng, sếp có thể bao quát được tất cả mọi thứ trong công ty mình để tránh thất thoát tài sản vật chất của công ty. Giỏi, hay lắm. Còn ai nữa không? Hồi nãy giờ sếp nghe báo cáo cho là sếp mệt á. Sếp muốn uống trà không? Em đi pha trà cho sếp uống nha. Hôm nay tôi có vui, tôi không cần uống gì hết á. Tôi đang chờ có ai có ý kiến gì nữa không? Thiệt á, em nói thiệt, không biết mấy anh chị nhân viên công ty mình sao á sếp. Chứ riêng bản thân em nè, em thấy á, tất cả nhân viên cố gắng, nỗ lực, phấn đấu vì chiếc ghế của sếp là đúng quá mà. Cô nói gì á? Dạ không sếp, sếp phải nghe em nói hết đi. Cái ý của em là vậy nè, cái ghế của sếp á, nó có vững thì nhân viên mình mới bền được. Sếp mà có thăng tiến á, thì tụi mình mới được hưởng phước ké chứ, đúng không? Chưa kể nha, mọi người nhìn thấy cái lợi ích trước mắt á, là lợi ích cho sếp thôi. Nhưng mà cái suy cho cùng, cái cuối cùng mình nhận được á, là những cái lợi ích của tất cả anh em nhân viên công ty mình. Tôi nói gì đúng không? Trời ơi, quá đúng còn nữa. Cảm ơn cô Ngọc. Dạ. Những lời nói, những lời phát biểu của cô chân thành lắm. Tôi ghi nhận. Cảm ơn sếp. Nhưng mà tôi cần ý kiến phát biểu ở một người. Đó là cô Thu Hoài. Dạ. Sao lúc này không nói? Nếu mà cô ngại, chiều cô đi uống cà phê ơi, ở đâu đó, với bạn cô á, cứ cho tôi địa chỉ đi, ngồi bàn nào. Tôi hứa với cô, tôi sẽ có mặt. Tôi sẽ trả tiền chầu cà phê đó luôn, để tôi nghe được sự phản hồi của bạn cô. Tôi mong gặp mặt được bạn cô, xem coi bạn cô làm ở đâu, gia thế như thế nào, và có thể giúp ích cho cô được việc gì không. Dạ. Dạ sếp ơi, em xin lỗi sếp, em lỡ lời. Em nói em không có suy nghĩ gì hết trơn á, mà lời lỡ thốt ra rồi gió nó bay đi, em chụp không có kịp. Sếp bỏ qua cho em nha. Em xin lỗi sếp, lần này thôi em không bao giờ tái phạm lần nữa. Sếp muốn em làm gì em cũng làm á, miễn sếp tha lỗi cho em là được. Sếp. Tính tôi không có nhỏ nhen. Dạ. Anh em trong phòng với nhau, có gì cứ góp ý lẫn nhau. Mình thấy sai thì mình sửa. Dạ, em sửa. Còn mình làm tốt thì phải làm tốt hơn nữa thôi. Dạ. Anh em như một người một nhà mà. Dạ. Thôi, cuộc họp tới hôm nay thôi, tới giờ này chấm dứt. Hôm nay thứ bảy rồi, mọi người cứ đi về đi. Tại thứ bảy là ngày cuối tuần, ngày mình cần gặp gia đình, cần gặp vợ, gặp chồng, gặp con cái của mình. Cả tuần lễ mệt nhọc, chỉ có những ngày cuối tuần thôi. Mọi người đi về hết đi. Cô Ngọc à. Dạ, dạ sếp. Gom hồ sơ, tất cả hồ sơ nào mà tôi chưa ký, tôi chưa duyệt á, đem ra đây hết. Tôi ở lại tôi làm việc cho. Dạ. Được được không sếp? Dạ sếp. Làm nhân viên ai làm thế à? Không sao, tôi làm được. Dạ. Sếp nói đúng là nghe lời sếp đi. Vậy tôi sếp em về. Mọi người vui vẻ. Sếp cần gì em đem vô cho sếp. Không cần. Chúc gia đình hạnh phúc. Dạ. Có cần gì cứ gọi tụi em nha sếp. Cứ về đi, cứ lo gia đình đi. Chừng nào tôi mở tôi nhắn cô Ngọc.
Alo, Tân hả? Có chắc hôm nay là sếp tổng đi kiểm tra đột xuất công ty của anh không? Gần 2 giờ chiều rồi đó em. Ủa, sao? Tài xế của sếp tổng nói là sếp tổng đang tới công ty anh hả? Ồ, vậy tốt quá. Được rồi. Lần này mà sếp tổng nó để mắt tới anh á, công của em lớn lắm đó. Phải thôi, phải lên chức thôi. Thứ bảy mà cần mẫn làm việc như vậy á, không phiền hà đến nhân viên mà. Thì anh đã nhận hết mọi trách nhiệm rồi, phải lên chức chứ. Thôi, anh cúp máy để làm việc nha. Sếp tổng ơi, sếp tổng, 2:30 rồi mà sếp đi đâu, sếp chưa tới nữa. Hôm nay thứ bảy mà còn làm việc quải lắm nha sếp. Biết bao nhiêu chiến hữu đang chờ ở ngoài quán nhậu nữa. Ơi, cũng vì cái ghế này phải hy sinh thôi. Nghe là cô Ngọc. Thôi, cô đến cơ quan làm gì? Thứ bảy mà, ở bên gia đình đi, cho nó vui vẻ. Được, tôi làm việc được một mình được mà. Cái gì mà cảm ơn. Tôi làm sếp, phải làm gương chứ. Ở nhà đi nha. Sếp! Ủa, sếp điện thoại với ai vậy? Em là Ngọc mà. Ủa sếp ơi, em luôn chầu trực điện thoại của sếp nè, điện thoại em không dám để hết pin luôn. Thứ bảy chủ nhật á, em còn phải canh để nghe điện thoại của sếp nè. Sếp đâu cần phải giả bộ nghe điện thoại gì đâu sếp. Sếp à, trước giờ em chưa dám làm phiền hà sếp từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Thậm chí cái chuyện mà sếp duyệt hồ sơ của em trễ, em cũng đợi thôi chứ em không dám lên tiếng. Em sống sao, làm việc thế nào, em phải nhìn mặt của sếp để em sống theo cảm xúc của sếp. Vậy mà bây giờ sếp nói tụi em vậy á, có phải gieo tiếng quấy tụi em không? Sếp à, thật ra em quay lại đây á là một phần em cảm thấy là bản thân mình có lỗi với sếp vì em đi nói xấu với sếp với người khác. Rồi hả, tất cả cuối tuần đều bỏ về hết, có một mình sếp á làm việc một mình thôi. Em thấy vậy trong lòng ái nái, muốn tới phụ sếp, một phần cũng muốn tới xin lỗi sếp. Mà không ngờ là sếp diễn hay quá. Sếp diễn hay thật đó sếp. Chỉ có tiếc là khán giả không phải là sếp tổng công ty mình thôi. Hèn chi mà thứ bảy cái kêu cuối tuần về thăm gia đình đi. Ở đây tính là một mình, nhận công một mình đúng không sếp? Mấy người không biết, tôi ngồi cái ghế này tôi khổ tâm biết đường nào. Tôi phải đối phó làm sao mà... Alo, nghe Tân. Hả? Sếp tổng tới rồi hả? Sếp đừng đi đâu hết, khán giả đã tới rồi. Bây giờ cái màn kịch mà sếp dành công với nhân viên chuẩn bị mở màn rồi đó sếp. Và bây giờ ba tụi em á sẽ xin ra báo cáo với sếp tổng về nội dung của kịch bản hôm nay ạ. Chào sếp. Mấy người, trời ơi, quả thật vở kịch sếp dành công khiến chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều điều. Bình thường thì công việc trì trệ tiến độ, đến lúc cần ghi điểm thì sếp vội vàng dàn xếp mọi công lao thuộc về mình. Và đó là biểu hiện thứ 37, nằm trong nhóm biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, mắc bệnh thành tích, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, đánh bóng tên tuổi. Kính thưa quý vị, bệnh thành tích khiến đảng viên suy thoái, tổ chức đảng giảm sút vai trò lãnh đạo. Đã mắc bệnh, đương nhiên cơ thể không khỏe mạnh. Một cơ thể không khỏe mạnh là không được chẩn đoán đúng bệnh, thì giải pháp chữa bệnh ác khó có thể nói là hiệu quả. Để chống bệnh thành tích, trước hết phải xây cho được nếp sống, nếp làm việc trung thực. Mỗi cá nhân phải trung thực với chính bản thân mình, với đồng chí, đồng nghiệp, với gia đình và xã hội, trung thực trước công việc và trung thực trong thực hành đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Kiên quyết chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của đảng và tự giác chủ động sửa chữa những khuyết điểm sai lầm thông qua đẩy mạnh phê bình và tự phê bình. Với tổ chức đảng, cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát để đánh giá đúng việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, qua đó đánh giá đúng phẩm chất và năng lực cán bộ. Đảng viên tốt thì tổ chức đảng mới mạnh. Sự vững mạnh ấy muốn lâu bền. Trước hết, mỗi cán bộ đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, cần tự nhận thức rõ quan điểm,
coi phục vụ nhân dân vừa là mục đích, vừa là động lực trong suy nghĩ hành động để xác định sự trong sạch, tính liêm khiết, lấy đó làm cơ sở để nâng cao ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Kính chúc quý vị sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật ấm áp và hạnh phúc. Phú Khánh cùng ekip thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.